Dạ Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì ngày hôm nay là Thái đang có mặt tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để mà cập nhật chia sẻ cho quý cô chú anh chị của mình về một cái câu chuyện rất là thương tâm luôn quý cô chú anh chị. Thì hiện nay là có một cái sự việc, đó là bé trai 20 tháng cũng như là gửi ở một cái nhà trẻ quý cô chú anh chị, thì bất ngờ là bé ấy cũng đã ra đi. Thì để hiểu hơn về cái câu chuyện này thì bây giờ Thái mời cô chú anh chị mình cùng vào nghe cái câu chuyện này như thế nào ha. Thì thấy nó cháu nó bật lìa rồi, tôi mới kêu tên đó, thì nó nhướng mắt lên cái là nó sụm luôn, là kể như nó hết biết luôn. Rồi đợi mẹ nó về, thời gian cũng 15-20 phút á, mẹ nó về nó chở ra huyện đó. Chở ra huyện thì nói chung là bác sĩ ở ngoài cũng tận tình, người ta cũng thông mà thứ quản đó, coi có cái gì sống không. Lúc mà mình hay tin cháu bị đó là lúc mấy giờ chú? Nói chung mẹ nó điện tôi lúc 2:30, 2:30 chiều là 14:20-14:30 đó. Ở cái chỗ mà gửi bé điện gì gia đình ha? À. Điện nói sao? Nói chung là cô điện cho mẹ nó là nói nó sốt, kêu mẹ nó về chở nó đi khám bệnh. Rồi mẹ nó điện cho tôi thì nói nhỏ sốt, cháu nó sốt đó, ông ngoại vô rước nó về. Rồi nó mới vô thấy tình hình vậy rồi tôi cũng không biết trời đất gì luôn, tối tăm mặt mày luôn. Rồi đợi mẹ nó vô rồi hai cha con rồi chở cháu đi ra huyện đó. Lúc mà mình hay đó mình hết còn không chút. Đâu còn gì nữa hết, cứng mình hết trơn rồi. Cái khúc mà cô giáo mà liên hệ với gia đình mình đó là nói là ba cháu bị gì? Cái đó nói với mẹ nó hồi sau tôi cũng không biết. Ừ. Nhưng mà mẹ nó điện cho tôi thì nói cháu bị sốt. Cháu bị sốt ha. À. Rồi sau đó là liên hệ gia đình, là gia đình mình mới đưa cháu đi vô bệnh viện. Rồi cái tôi mới chạy đi rước, nhưng mà mình tính cháu mình sốt nhẹ nhẹ thôi, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi cũng chạy lai gai vô chổng. Vô tới chổng thì lấy cái ghế để lên cái bọc ba ga để mình chở nó về. Thì mới đem cái ghế lên là chưa kịp cột nữa thì cô ẩm nó ra, tôi thấy nó tím nó xanh dờn trơn rồi. Đó, rồi tôi mới kêu bắt ông ngoại nè con. Cái nhướng cái con mắt nó lên. Rồi là nó xui luôn đó, là hai tay nó quéo lại trơn. Rồi tôi mới ẩm, tôi sốc, ẩm tôi đưa lên vai tôi. Tôi dỗ cái lưng nó để cho nó bị, cô nó nói là nó coi chừng nó bị sặc đờm á. Dỗ không thấy gì trơn mà nó càng ngày nó còn xìu, mà tôi lúc đó là tôi quýnh quá hết trơn, là không có điện thoại, không có gì hết. Tôi mới kêu cô lấy điện thoại điện cho mẹ nó nữa coi. Thì cô lấy điện thoại điện cho mẹ nó thì mẹ nó về tới Cần Đăng rồi. Mà tôi mới kêu mày vô rút viết để chạy viết vô để chở nhỏ đi, bây giờ nó sụi lơ rồi. Mà trong mình nó là nó xanh hết trơn rồi. Giờ được có bụng thì nó còn ấm chút rồi lúc đó đó. Vậy là mình vừa vô tới bệnh viện là bé đã không còn thở nữa. Nói chung là mình cũng không còn biết, không còn biết gì nữa, cắm đầu chạy rút vô đó. Rồi khi mà mình đem bé về bác sĩ có nói? Nói chung là bác sĩ ngoại hỏi bác sĩ thì bác sĩ nó không có chấn thương gì hết. Xương nói chung là không có gãy, không có hư, không có gì hết. Mà nguyên nhân chết bác sĩ cũng không biết luôn. Bởi vì nó vô là nó lo cứu cấp không à, nó đâu có làm gì được đâu. Mình nó mất được rồi. Rồi tới 4 giờ mấy, gần 5 giờ gì đó, nó có bác sĩ nói giờ cứu hết được rồi, thôi đem về. Thì mình đem về thôi, chứ đâu biết gì đâu. Tới chiều tối mới kêu, nói thôi bây giờ nấu miếng nước pha với rượu á, lau mình cho nó. Mới lật cái lưng lên, nó thấy dấu như cậu gió vậy đó. Nó táo quả lên đó. Mà mình mới ở dưới lưng nó bầm á. Nó như mình cạo gió hơi đỏ đỏ vậy, ngưng đỏ vậy đó. Mà không biết cái gì. Bởi vậy mới nhờ chức năng nó giải quyết thử rồi tìm ra nguyên nhân gì cháu mình đó. Nó chết đột ngột vậy đó.
Bé nhiêu tuổi rồi chú? Mới có 20 tháng. 20 tháng ha. Ừ. Chị được mấy bé nào? Có hai đứa à. Chị lớn hay nhỏ? Nhỏ kia năm nay học lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 rồi. Ừ. Mà hồi đó chị nó cũng gửi trong đó. Thằng này gửi cũng cả năm nay rồi, cũng trên cả năm nữa. Bị hồi nó mới có 5 tháng mấy à, mẹ đi làm là gửi rồi. Gửi lâu rồi ha. Ừ. Vậy là hiện nay là ở bên phía cơ quan với lại bên phía nhà trường cũng chưa có nói cho mình biết là cái nguyên nhân của bé làm sao ha? Chưa, bây giờ là à, nó đang vô đó để nó báo về tỉnh rồi. Dạ. Tỉnh để nó điều bên pháp y xuống. Ừ. Pháp y xuống mình mấy ha. Ừ. Để, coi bé bị cái gì thôi. Ừ. Mình chú ý mình quan trọng là từ sau mà bé đột ngột không có gì hết. Bé đột ngột mất á. Hiện tại thì ba mẹ của bé đó làm cái công việc gì mà phải gửi bé vào đây chú? Mẹ nó thì làm công nhân ở ngoài khu công nghiệp Bình Hòa nè. Còn ba nó là tự do đi hàng cửa sắt nhà tiền chế rồi. Rồi ba nó cũng mới đi Bình Dương có chừng 10 ngày nãy, 10 ngày gì. Chứ mà lần ba nó ở nhà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khó khăn. Nói chung là ở nhà đó thì nhà của ông già bà già. Ở nhà thôi. Chứ chưa có nhà riêng không chú? Không, chưa. Chú là ông ngoại ha? Ngoại. Nói chung con cũng khổ, mà bên tôi á, thì lo không nổi. Bởi vì nhà hai chồng già mà đau bệnh ghê hoài, đâu có lo chát nổi đâu. Dạ. Bắt buộc nó phải gửi nhà trẻ. Mà gửi nhà trẻ đâu phải là một ngày một bữa, hơn tháng hai tháng đâu, cả năm, hơn năm rồi. Ừ. Hồi năm tháng mấy tới bây giờ là chứ đâu phải ít. Năm tháng mấy ha. Ừ. Rồi ba của bé đi Bình Dương về chưa? Về phía về đâu 1-2 giờ phía. Về 1-2 giờ phía. Chắc cả 2 giờ ngoài gì á. Bị tôi bên này, tôi còn ở bên này là khoảng 1 giờ. 1 giờ mấy gì đó. Yeah. Tôi chịu hết nổi rồi, như mình mấy nó nguyên một ngày. Đi tới lui nó ngứa ngáy rồi tôi về bển tôi tắm. Yeah. Vậy là bé mắc hồi hôm qua hả? Mắc hồi chiều hôm qua mà không, mình không biết nó mắc hồi giờ nào. Bởi vì lúc mà đi vô trỏng á thì tôi ẩm nó thì mình thấy nó xanh dần rồi. Xanh dần tới bét rồi ha. Ờ. Mà chỉ có cái bụng nó còn ấm thôi. Rồi lúc đó lo mà dỗ hèn nó để cho nó tỉnh rồi lại, chứ mình đâu có còn nhớ gì nữa đâu. Ừ. Ủa mẹ nó. Thì cũng như là hiện nay là mình đang đợi bên phía pháp y là đến để mà khám nghiệm cháu nó, để mà tìm ra nguyên nhân đó chú. À, để tìm ra thử coi cháu nó có nguyên nhân. Bên cạnh đó cũng như là chú cũng muốn lên để mà chia sẻ với cộng đồng. Nếu mà cô chú anh chị nào mà quan tâm đến cháu thì có thể là chia buồn cùng gia đình. Thứ nhất, thứ hai là cũng muốn là mong là tìm ra được cái nguyên nhân để mà dẫn đến mà bé như vậy. Thì mong muốn là gia đình là như vậy hả chú? Yeah. Và bên cạnh đó thì những cái là chia sẻ của chú là chú nói là hoàn toàn là sự thật hả chú? Đúng rồi đó. Thì nói chung về mặt công bên bên công an tôi cũng khai vậy thôi. Mà bởi vì mình biết sao mình nói vậy, không có nói thêm mà không có nói bớt. Đúng rồi đó. Chú có làm sao thì chú nói đúng sự thật vậy thôi. Về giữa mặt pháp lý thì mình cũng biết chứ không ai không biết. Nếu khai gian thì mang tội. Đúng rồi. Dưới pháp luật thôi. Tại vì gia đình cũng khó khăn nên là mới là giữ gửi bé trong cái chỗ mà nhà trẻ để mà tiện cho cái việc mà đi làm thuê làm mướn của hai vợ chồng. Thì vừa qua thì cái sự việc nó cũng không có may mắn là cháu cũng đã ra đi. Hiện nay là cái nguyên nhân thì gia đình cũng chưa có biết. Không biết đó, cháu là bị cái do gì thì cũng nhờ cộng đồng và cơ quan chức năng cũng như là sớm là tìm ra cái nguyên nhân của bé để mà cho gia đình được an tâm. Đó. Là hiện nay là hai vợ chồng của anh chị đó là cũng đi làm thuê làm mướn hả chú? Đi làm thuê. Dạ. Một con vợ thì đi làm công nhân. Còn chồng thì đi làm cũng như tự do ai mướn, nhưng mà chủ yếu là làm đồ sắt. À, bé tên gì hả chú? Nó tên Ngô Hoàng Bách. Ngô Hoàng
Bách. Ngô Hoàng Bách ha, Ngô Hoàng Bách là 20 tháng. 20 tháng. Dạ. Bé trai ha chú? Trai. Bé lớn trai hay gái chú? Bé lớn là gái. Bé lớn gái ha. Bây giờ con bé cũng đi học ha. Đi học lớp 1 rồi, chuẩn bị là bãi trường tù trừ tới là học lớp 2 đó. Vậy lớp 2 vậy là cũng 8 tuổi ha chú? 8 7, tuổi. 7 7 7 8 tuổi ha. Nói chung con chị nó thì cũng gửi trong đó hồi nhỏ lớn. Dạ. Chứ không phải là tới mới... tới bé Bách này cũng gửi trong đó luôn. Dạ. Cái trường đó là cách nhà mình xa không chú? Đây vô trong khoảng nếu đây vô trong chắc có 3 cây à. Dạ. Là bình thường đó mình gửi cháu như vậy đó là có bao nhiêu cô giáo để mà lo cho trong một cô đó à. Có một cô một lời cô là, gửi mà. Là tổng cộng là cô đó là giữ bao nhiêu bé? Khoảng 7 8 đứa cho lại rồi, ít chứ không có nhiều. Dạ. Dạ. Mà gửi những người quen người ta gửi không à, chứ không phải người ta gửi người ta giữ đại trà. Dạ. Hàng ngày là ai là người đưa bé đến nhà trẻ đó chú? Mẹ đó. Mẹ đó ha. Ừ. Thì ngày hôm qua là mẹ cũng đưa đi ha. Mẹ nó đưa đi. À, thì chú có nghe mẹ nói là ngày hôm qua là có thấy dấu hiệu về cái bệnh hay là cái gì không? Bệnh của cháu cái gì không? Nói chung là mà hỏi mẹ nó thì nó ngày hôm qua thì nó cũng không có gì. Chỉ có 2-3 ngày nay nó hơi yếu ăn chút thôi. Chứ nó cũng tắm giỡn, nó cũng giỡn bình thường. Thì ông cháu mới hồi tối trước đó thì rước nó về rồi, ông cháu giỡn đút cơm, đút cháo cho nó ăn, còn giỡn hết đồ bình thường, không có gì hết. Dạ. Nói chung là hiện nay thì nói chung là chúng ta cũng chờ đợi cái kết quả từ bộ phận pháp y thôi. Ừ. Là hiện nay thì cũng chừng nào bên pháp y người ta mới lên chú? Nói chung người ta hồi nãy hỏi thì nó đang chờ ở dưới tỉnh đó. Dạ. Bây giờ ta gửi về chỗ ảnh, người ta gửi về hồi sớm rồi. Thì chờ ở dưới chỗ ảnh người ta chuyển nhân viên xuống. Nói chung thì trước mắt thì nói chung cô chú anh chị thì cũng xem qua được những cái video của mấy anh em thì cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của mình. Thì chúng ta cũng chờ đợi đi, chờ đợi cái kết quả của từ phía cơ quan như thế nào, tìm ra được cái nguyên nhân của bé là như thế nào mà dẫn đến mà bé ra đi như vậy, để mà cho gia đình an tâm. Nói chung gia đình ở bên nội nó với ba mẹ nó bức xúc có một cái là nó sao mà bình thường tự nhiên nó đột xuất đó. Dạ. Như đột ngột quá chú. À, đột ngột. Đột ngột quá mà đương không vậy là mình cũng bàng hoàng chứ phải chi mà bệnh trước đó thì mình cũng không có nghi ngờ gì. Nó có chích thuốc ngừa. Dạ. Nó có chích thuốc ngừa hồi bữa thứ sáu hay thứ bảy là thứ bảy hay gì đó. Tuần này, chỉ là một tuần. Rồi nó chích giấc sáng thì chiều nó cũng có sốt. Qua bữa sau nó cũng sốt luôn. Rồi qua bữa sau mẹ nó ở thêm một ngày nữa giữ cho nó. Dạ. Thì nó bớt sốt, nó hết sốt rồi mới bữa sau mới gửi thôi á. Thì gửi đi được 2-3 ngày rồi, ngày hôm qua là ngày thứ 2, thứ 3 gì đó. Cái gia đình mình là phát hiện bé là khi mà mình tắm rửa cho bé ha. Là mới nói biết chung là cái ở sau lưng có cái vết đỏ ha. Nó lau mình đó, lau mình nó mới biết. Cái đầu thì gia đình mình mới đi báo chính quyền. Mới báo bên chính quyền. Như lúc mà bé còn chưa mắc đó chút, như cho con hỏi ví dụ như mà đưa bé đến trường á, rồi bé có biểu hiện là sợ hãi đến trường không? Không. Nó chỉ thí dụ nó buồn là bị nít mà cha mẹ mà đưa nó vô tới đó thì nó phải buồn rồi. Đó, chứ cũng không có gì. Thì chút xíu rồi nó cũng giỡn hết rồi thôi. Mình khi mình về mình đi rước nó thì nó cũng vui mừng. Dạ. Chứ không có gì. Thì trước mắt thì là bên phía gia đình là chỉ biết là khi mà bên trường người báo là bé bị sốt. Ừ. Rồi điện liên hệ với gia đình đến. Ừ. Để mà đưa cháu vào bệnh viện thì trước khi mà lên trên khi mà đến bệnh viện thì bé đã ngưng thở hả chú? Cũng biết, lúc đó cái đó là mình không hiểu luôn, không biết luôn. Dạ, lúc đó là mình đâu còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết chở mà đi mà cứu nó thôi.
chứ mình đâu còn quan tâm gì nữa đâu. Hiện nay là ở phía gia đình cũng như là cũng bức xúc về cái vấn đề là tự nhiên cháu mình, con mình là tự nhiên bình thường như vậy mà khi mà hay cái tin này á thì đột ngột quá ha. Thì cũng mong là bên phía cơ quan cũng tìm ra được cái nguyên nhân để mà cho gia đình an tâm. Rồi. Đó. Tại vì hiện nay gia đình cũng khá là ngạc nhiên như là bất ngờ quá vì cái sự ra đi của cháu của mình như vậy. Rồi. Thì thôi nói chung là hôm nay thì chú cũng chia sẻ lên cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết á, thì ở đây thì có nhiều cô chú anh chị cũng cũng làm trong những cái ngành nghề khác nhau thì cũng nắm được cái câu chuyện của chú á, thì cũng mong là cơ quan cũng sớm tìm ra được cái nguyên nhân để mà lấy lại cái sự an tâm cho gia đình của mình ha. Rồi mấy anh em có chia sẻ gì không, có hỏi gì nữa không? Dạ vậy thôi con cũng xin chào chú ha chú. Dạ. Nãy xin phép kết thúc cái video đây. Dạ. Còn lại tất cả những cô chú anh chị em trong những video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì vừa qua mà cô chú anh chị của mình cũng đã nghe được cái câu chuyện từ phía ông ngoại chia sẻ về bé Bách này ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có những ý kiến gì thì hãy để lại bình luận ha, để mà cho Thái có thể là hiểu hơn về cái câu chuyện này. Thì chúng ta hãy chờ đợi ở phía kết quả từ phía cơ quan. Tại vì một khi con của chúng ta, cháu của chúng ta mà gửi vào một cái trường nào đó mà bất ngờ tự nhiên nhận được cái kết quả như vậy thì thật sự ai cũng bất ngờ, cũng rất là bức xúc về cái nguyên nhân. Tại vì cháu cũng đã được chích thuốc ngừa với cô chú anh chị và bình thường thì cháu cũng không có cái gì vấn đề gì hết. Cho tới cái sự việc ngày hôm nay thì ông ngoại thì cũng đã lên chia sẻ cái vấn đề này để mà gửi đến cho cộng đồng. Thì mong là phía cơ quan chức năng sẽ sớm làm điều tra để mà biết được cái kết quả để mà cho gia đình được an tâm ha cô chú anh chị. Rồi Thái cũng xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ. Dạ bye bye tất cả mọi người nha.